Hello, xin chào anh em nha. Chào anh em đã đến với channel xe máy của mình nha anh em. Hôm nay mình vừa nhận một chiếc SH. Đời này có thể là 21 nha anh em. Khách mô tả là chạy đèn nó cứ chốt chốt nha anh em. Mình sẽ tiến hành kiểm tra và bắt bệnh cho anh em nha. Anh em xem thấy hữu ích cho cái của mình thì anh em nhớ đăng ký chia sẻ giúp mình nha. Có cái bệnh lạ mình sẽ up lên cho anh em xem nha. Rồi cái hiện tượng của nó như thế này nè, nè chóp chóp này là không phải là đèn nháy nha anh em. Có những loại đèn họ câu qua rờ le, hoặc là nó trên thị trường nó có nhiều đèn led là nó chóp theo nhịp, nó có những cái bo mạch thì nó chóp là đúng nha anh em. Còn cái xe này là trong tình trạng là không phải như vậy nha anh em. Xe người ta đang chạy và người ta nói là cái này là xe nó đang bị lỗi, chứ trước giờ là nó sáng luôn nha anh em. Chứ trên thị trường có nhiều mạch đó, nó gắn vô là nó chốt, còn anh em thấy nó nháy rồi nọ. Nó đang bị nháy 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 nè, giờ nó hết nháy nè. Mình đang cố gắng làm để cho nó mô phỏng lại cái hiện tượng đó đây nè ha. Nó vẫn bị nha nè. Nó không có chớp rõ ràng như lúc nãy nó chớp nháy rồi đó. Đó nè. Đó là cái hiện tượng đó nha nè. Và bắt đầu mình tiến hành mình kiểm tra nha. Cái này là đèn hồi lên rồi. Rồi mình đã tìm được vấn đề nha nè. Lo cái bóng nha nè. Khách có họ có nói họ mới thay hay gì không, mình không có cần biết. Quan trọng là mình thay vô mà hết cho khách. Nói hết là khách chịu thôi nha anh em. Chứ không phải là khách nói là tôi mới thay ở chỗ khác mà nó bị, của anh em không dám suy luận nó hư nha anh em. Mình làm thì mình tự tin thôi, có đồ thì mình gắn vô cho khách xem trực tiếp, khách nói ok là được. Còn khách nói là tôi mới thay ở chỗ khác thì cái đó là chuyện của khách nha anh em. Giờ bắt đầu mình sẽ gắn vô cho anh em xem nha. Đây mình đang mô phỏng lại cái hiện tượng lỗi nha anh em. Đây là lỗi nha anh em, đừng có nói là chóp là do led nha, phải nhanh. Trên thị trường nó có nhiều mạch thì nó chóp vậy thiệt, nhưng mà cái đèn này là không chóp nha anh em. Lỗi nha, đèn là lỗi nha anh em. Này thì khách nào có nói là họ mới làm ở đâu mình không quan trọng nha anh em, quan trọng mình thay vô hết bệnh là ok thôi. Mình quay lại cái bình đơn giản trên một chiếc SH. Bình đơn giản thật nhưng mà trên một chiếc SH sang như vậy, gần 100 triệu như vậy á, thì không phải lúc nào người ta cũng cho mình tháo ra nha anh em nha. Xe đâu có rẻ đâu nè. Mình nổ máy cho anh em nghe tiếng máy luôn nha. Thì video mình làm á thì mình làm ngẫu nhiên thôi, tại vì khách họ vô á cái mình làm ngẫu nhiên nên mà không có đầu tư cái có vẻ như chuyên nghiệp, nên anh em xem anh em thông cảm giúp mình nha. Nhưng mình cũng vẫn cố gắng nói về vấn đề bệnh là quan trọng hơn, đó là hiện tượng khách vào như thế nào á, thì mình sẽ làm video và mình chia sẻ anh em để khi vào á mình mạnh dạn mình bắt bệnh thôi.
Về cái mạch tối xăng này á, thì mình có đo. Mình đo rồi mình đo cho anh em tham khảo nha. Mình đo có một dây là 8V, một bên là 12V nha anh em. Làm để sau này mình có gặp thì mình đo để mình biết dây nó nguồn bao nhiêu volt nha anh em. Để mình đo dây dây kim báo xăng cho anh em xem về cái thông số của nó như thế nào nha anh em. Để mình đo rồi mình nói anh em nha. Vậy thôi nha anh em, vậy thôi mình tạm dừng video nha anh em. Và mình xin chốt bình á, cái hiện chốt á là do đổi đèn đèn nha anh em. Thì muốn cho thuyết phục con mình sẽ thử lại cho anh em xem để nó chính xác bệnh nha. Này nó chóp nè. Chạy dần nó chóp nha anh em. Này giờ nó hết nè. Giờ nó hết chóp nè anh em thấy không? Chạy dần là chóp. Giờ nó sáng luôn nè anh em thấy không? Đó là cái thì nó trước chốt và sau không chốt, đó là anh em biết là xe đang lỗi về cái chốt này nha anh em nha. Đó là video mình làm để cho anh em tự tin khi mà xách vào á thì mình tự tin bắt bệnh thôi nha anh em nha. Chứ nhầm khi mình thấy xe sang quá rồi anh em không dám bắt bệnh á, như đồ này kia mà họ không tin mình á, họ cũng không cho mình tháo đó anh em. Tại cái xe nó sang mà, xe đâu có rẻ tiền đâu anh em, mắc tiền á. Dành cái 100 triệu nên người ta rất là ngại cho mình tháo xe nha anh em. Mà mình phải tháo và mình bắt chính xác bệnh thì họ mới cho mình tháo nha anh em. Rồi, video mình làm dài quá, mình gáp vô nữa thì nó mất thời gian anh em xem. Nên mình tập trung vào cái bệnh thôi. Làm rút nhanh để anh em xem không có mất thời gian anh em thôi. Chứ còn mình ráp vô là bình thường nha anh em. Rồi mình xin dừng video ở đây nha anh em. Em xem thấy hữu ích cho anh em thì anh em nhớ cho mình một cái like nha. Rồi xin chào anh em nha. Có cái bệnh nào lạ mình sẽ up lên cho anh em. Và mình cũng xin nói xe này á, trước nó chạy nó sáng đèn á, và cái nước này nè. Nước này nó lên gần chữ H á. Mà nó không có sôi á thì anh em xúc rửa này kia lại nha. Tại xe này người ta chạy kỹ nên mình biết là nó dơ thôi, lâu quá rồi mình xúc rửa lại. Những xe mà nó lên, nó xe lên như ai còng lên hoặc là xe mà nó độ chế nhiều quá thì mấy cái đó mình phải kiểm tra từng phần nữa nha anh em nha. Rồi mình xin dừng video nha anh em. Chào anh em.